Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 21 giờ 45 phút ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Báo cáo với lại các thượng đế. Để phục vụ một thượng đế ở tỉnh Đồng Nai. Ngài thượng đế có nhu cầu mua hai cái vỉ điều khiển bộ cơ cửa A. À, đài Sony 710S. Cửa ấy là cửa có vớt đấy nhá. Còn cửa B thì không có vớt. Đấy. Cửa này là cửa có vớt. Đây là cái bo điều khiển. Đài thì nó xà cũ rồi, thì mọi người ai cũng biết rồi. Nên là phải 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 kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi đi. Vì bo của ngài nó hỏng nên ngài mới muốn mua cái bo nó còn hoạt động. Thế mà bây giờ mà mình lại gửi cái bo đến nó lại không hoạt động thì đúng là hỏng hết bánh kẹo. Lại phải coi như thế là từng bo một nha. Từng đôi đi trên phố vắng. Lắp vào cái bộ cơ này để test hoạt động của nó xem nó có hoạt động được không. Đấy, đèn đóm này nó có nổi hai đèn không, theo hai chiều không. Đấy, nếu như mà nó hoạt động bình thường không vấn đề gì thì tháo ra đây này. Đấy, tháo gỡ dây ra để mai gửi cho ngài. Ở đây ngài bảo ngài nhà nhà không có mỏ hàn, phải hàn sẵn cái dây này vào. Hàn sẵn cái dây này vào. Đấy, cái dây này vào là dây này chạy lên chỗ đầu từ đấy, chỗ công tắc đấy. Thì ngài về là ngài nối nó vào. Ở đây mình hàn ra dây gì? Đấy, dây cái chỗ đèn ra đấy hàn lại rồi này. Chắc chắn này. Đấy. Đây một bo nữa. Bo này chuẩn bị tháo ra nhá. Đây cái dây này, để ăn lên cái chỗ xi tốp này. Đấy, đây. Đấy, để nguyên đấy. Đúng là nghề chơi nó rất công phu. Có hai cái bo này thôi chứ cũng phải mất một cơ số thời gian đấy. Tháo ra lắp vào xong là kiểm tra nha. Nó xem là nó có chạy không. Nếu nó không chạy thì gửi đi thì toi. Mai gửi đi đương nhiên là gửi cả cái này, gửi cả cái công tắc này, công tắc ấn ở chỗ này. Cái thằng cu này nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Thằng cu này công tắc này là đóng mở, một là hết băng thì nó vỡ, nó quay lại, hai là hết băng thì nó nảy lên auto stop nha. Thôi quay lại để cho các thượng đế biết là mình cung cấp những link phụ kiện về radio cassette nha. Và trong quá trình coi như thế là cung cấp thì phải kiểm tra kỹ lưỡng như vậy nha, chứ không thì nó lại bôi do chát chấu vào mặt mình thì không thể được nha. Đấy. Những sản phẩm mình gửi đi là nó mang lại cái sự vẻ vang cho mình, chứ nó lại bôi do chát chấu vào mặt mình thì đúng là làm sao mà có thể gửi đi được. Thôi thế xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào sông mã anh hùng. Chào các đồng chí.